Good evening everyone. Good evening. Good evening. Good evening everyone. Good evening. Good evening. Good evening, Good evening everyone. Good evening. Uh, hello, hello <laughs> xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các, lại. các con thân mến đã đến với lớp Trung học cơ sở nâng cao của chúng ta ngày hôm nay. Uh, và hôm nay có bạn nào mới vào hôm nay nói nghe là mỗi lần mà tôi hỏi cái câu này, cái là có một số bạn lại cứ sừng làm nghé đúng không? Sao? Có ai mới vô không? Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào tất cả mọi người đang gửi lời chào của thầy qua khung chat. Ai là người mới vô đâu? Ai hả? Mai Hương hả? Trời ơi, Mai Hương mà mới gì trời? Nó nghe này ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm học mới đúng không? Ngày khai giảng đúng không? Nhưng mà không có nghĩa rằng mọi người đều mới nha. Đây chỉ là tháng mới. Th à, Huỳnh Phúc Thịnh mới hả? Trời ơi, mới ghê. Ai à, trời quá trời người mới đâu hôm bây giờ th thầy nói thiệt là thầy hỏi này có ai là người mới không để thầy còn chăm sóc đặc biệt Nguyễn Trần Phúc Khang có vẻ là mới nè. Ok, ai nữa không? À, ai nữa nhỉ? Ai nữa nhỉ? Hết rồi không? À, Lê Bảo Hân, à, ok, có vẻ mới nè. Bạn nào mới thì phải thật sự cho thầy biết để thầy còn chăm sóc đặc biệt nghe không? À, tại vì đây là lớp nâng cao con ạ à. Con có thể thấy đây là lớp nâng cao hay không? Lớp nâng cao cho nên là nó sẽ hơi khó một chút. Do đó những bạn nào mà mới vô lớp chưa quen với không khí và văn hóa của lớp mình đó thì phải thật sự Um, cho thầy biết để thầy còn chăm sóc đặc biệt ha ok rồi right, rồi right, rồi right, ok tuệ mẫn nha hơn rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều uh, trước khi mà chúng ta bắt đầu đó thì thầy xin phép được giới thiệu bài ngày hôm nay của mình một chút xíu nha các con đây là lớp trung học cơ sở nâng cao mục tiêu của lớp mình là để giải đề thi hết chỉ đơn giản vậy thôi à, quá đơn giản phải không bây giờ cho dù các con đang học lớp 6 hay là lớp 7 hay là lớp 8 hay là lớp 9 gì nữa nói chung là cũng sẽ nhằm một mục tiêu duy nhất đó là giải đề thi vào lớp 10. Ok. Cho dù bây giờ mình mới lớp 6 thôi, phải không? Nhưng mà cũng sẽ tới một ngày mình vô lớp 10. Đúng không nè? Đó. Và để mà làm được cái bài lớp 10 đó, các con phải có kiến thức của tổng cộng tất cả các lớp 6, 7, 8, 9. Hiểu chưa? Và chính vì lẽ đó cho nên là Ờ, uh, cho nên là hôm nay các bạn có thể lớp 6 hay là lớp 7 hay là lớp 8 gì như đó Nhưng không cần biết Chúng ta sẽ giải đề thi để vào lớp 10 ok em nè, vậy nha. Cho nên bạn nào mà cảm thấy hơi khó quá thì chúng ta có một giải pháp đố các con biết giải pháp đó là gì đâu. Bạn nào biết mở micro đó thầy nghe coi nè. Đó chính là chúng ta sẽ tham gia lớp cơ bản vào lúc mấy giờ to mấy giờ mấy giờ mấy giờ mấy giờ tám giờ ba cái gì tám giờ ba cái gì tám giờ ba cái gì mà tám giờ ba mươi dữ vậy tám à, giờ thôi trời ơi cái gì mà tám giờ ba mươi con tám giờ ba mươi là mình đã học được nửa bài rồi tám giờ nha đúng rồi đó mấy đứa trời ơi, đất coi đào phi yến nó ghi là thầy ơi sao trên hình mặt thầy có nếp nhăn rồi con ơi con có biết rằng như vậy là body samsung hay không hả à không chỉ body samsung mà còn a samsung Mà tụi con có biết body samsung là gì không? Đó là cái chữ nói trại của body shaming Có nghĩa là sỉ nhục ngoại hình người khác Chưa kể là còn age shaming Có nghĩa là sỉ nhục tuổi tác của người khác nữa Ý con nói thầy già đúng không? Trừ đi Rồi, à, thầy nói tới đâu rồi? Vậy thì đây là lớp nâng cao Chúng ta sẽ học cách gì? Giải đề thi, được chưa? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chuyên để luyện cái gọi là reported speech. Đây là một câu hỏi ưa thích của đề thi. Reported speech có nghĩa là thể tường thuật. Được không? Câu tường thuật đó là cái câu mà thi lớp 10 có nè, thi đại học có nè, thi trung học phổ thông đó. Đó. Vậy thì các con sao? 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 Mình mình phải học nha, ráng học nha. Rồi, đúng rồi đó gia bảo à. Ok. Rồi, 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 rồi. À, Lê Bảo Hân hỏi thầy tên gì, phải không? Hello everyone, my name is Nguyễn Thái Dương. You can call me James. Và các con cứ việc bình luận thoải mái ở trong khung chat có mình thầy đọc được thôi. Uh, đó, yes, ok, thầy đọc được hết đó. Đọc được hết tất cả những bình luận của mấy con thôi. Chỉ có mấy con không đọc được bình luận của nhau. Bởi vì sao? Bởi vì thầy không muốn các con nói chuyện riêng. Vậy thôi. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò khởi động nha. Và ai là những người thắng cuộc ở trò chơi khởi động này sẽ có cơ hội được một suất. Suất gì nhỉ? Không biết lớp mình có thể cho các bạn mới vào được biết là À, một cái phần thưởng mà rất nhiều bạn yêu cầu <laughs> ai mà thắng cái gì đó là đều yêu cầu thầy làm một chuyện đó là chuyện gì mấy con mở micro nó thầy nghe coi nè Dịch tên à, đúng, rồi. Đơn. đúng đơn. rồi đúng rồi đúng rồi đúng không ok đó đó là dịch tên tức là dịch cái tên của con ra tiếng anh ha <laughs> không biết tại sao các con lại hứng thú với cái chuyện đó nữa đúng không chúng ta không hề thích dịch bệnh chúng ta không hề thích dịch chuyển không dịch chuyển mệt lắm nhưng mà dịch tên thì ai cũng thích phải không rồi vậy thì ráng nha Trò chơi được gọi là See a part, say the whole. See a part, say the whole có nghĩa là thấy một phần và đoán nguyên một thể. Thấy một phần, đoán một thể. của là sao? Thấy một phần, đó một thể là làm sao? Thầy đố mấy con nè. Hey, nhìn vô. Thầy đố mấy con. Đây là cái gì? Nhưng mà tất nhiên là gì? Thầy sẽ không bao giờ cho các con nguyên hình vạn à, trọn vẹn của nó. Mà thầy chỉ cho một bộ phận thôi. Bạn nào biết được thì hãy mở micro nói cho thầy nghe nha. Đây, đây nè con. Đó, thầy đố mấy con. Đây là cái gì đó. Các con chỉ được thấy một phần như vậy thôi đó. Nào, các con có thể bình luận công khai cho các bạn được biết nè. Ai spam là kết ra ngoài nha. Lịch sự chỉ được bình luận những gì liên quan đến bài học thôi. Bình luận công khai luôn con bạn nào mà bình luận à, mà 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 spam là cô dám thì kích ra ngoài nha ráng chịu đó rồi đó 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 gì uh, notebook ở uh, gì gì uh, chữ e L cái cây lược uh, e e là cái gì chào a à, chữ e thôi chữ e <laughs> thật là vui <laughs> chữ e mà vậy hả rồi thôi e ngược hả Thôi, thôi số 3, ở uh, số 3 may ra còn được nữa thấy không rồi cho các con thêm một bộ phận nữa ha đây 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 đó 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 rồi có bạn nào không đó đó là cái gì con bàn tay hả trời ai vậy ai ai à, nói cái hand, phải hữu hùng hả con bàn tay này bàn tay gì mà có ba ngón vậy con architecture à, à, cái sẻn, uh, octopus oh, trời trí tưởng tượng bay xa quá uống cái gì uống frisbee foam trí tưởng tượng bay xa ghê rồi nè cho thêm này nè đó cái gì đây ờ à, đó mấy con bắt đầu nhìn ra rồi không rồi hiểu chưa đây chính là cái gì cái nghĩa tiếng anh là nào mấy đứa cái nghĩa là đúng rồi nhưng mà thầy muốn các con ghi tiện à... trời ơi, nó giỏi quá tôi chưa kịp nói xong mà trời ơi một tràng luôn thôi ơi trời ơi giỏi quá thôi xin phép được chuyển sang chế độ riêng tư tụi con giỏi quá bái phục bái phục bài phục bài phục trời may quá tôi vừa chuyển sang chế độ riêng tư nếu không thôi là các bạn sẽ đọc được bình luận của bạn nguyễn thu hà bạn dành cho thầy một lời khen tặng như sau bạn nói rằng thầy vẽ xấu quá em không biết là cái gì bái phục thêm lần nữa bởi vậy tôi vẽ xấu nhưng mà các bạn vẫn đoán được như vậy là các bạn giỏi ha, vậy được không rồi bây giờ nha tiếng anh là Fork. Một lát nữa các con sẽ ráng ghi cho thầy Một cái từ tiếng Anh đó nha Vậy thì thầy muốn hỏi một câu là Are you ready for the game today Các bạn đã sẵn sàng Hay chưa nào? Sẵn sàng chưa yeah. 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 Yes. 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 Rồi sẵn sàng rồi phải không Chuẩn bị nha Bây giờ nha Tính người đầu tiên nha con Cho nên là hãy ráng thấy một cái là bình luận ráng bình luận thì là nhanh nha chuẩn bị one two and three what's this what's this say apart see apart say the whole ai biết cái này cái gì trời ơi, cái gì mà quen quá vậy ta cái gì mà quen dữ vậy cái gì vậy trời ơi cái này cái gì mà quen quá rồi có rồi có rồi có rồi mấy đứa ơi which language are we using I can see some people writing in Vietnamese. Is that answer valid? I don't think so. You need to use English. Rồi, có bạn làm đúng rồi đó con. Đó là bạn Tống Hà Linh. Thầy sẽ ghi tên bạn chiếm trệ trên đây nha. Hà Linh con là người làm đúng đầu tiên và nhanh nhất. Rồi, bạn Tống Hà Linh nha. Thầy ghi tên bạn ở đây nha. Đó, vinh danh đúng không? theo sách đắc nhân tâm của Dale Carnegie, ông đã nói rằng một trong những cách để được lòng người khác đó chính là nhớ tên của họ, bởi vì đối với mỗi người, tên của mình chính là âm thanh hay nhất. À thấy chưa? Và ngày hôm nay thầy ghi tên của bạn Hà Linh lên đây với một sự vinh danh đó là người đầu tiên làm đúng và nhanh nhất tức là người thứ đầu tiên ha. À, trong câu hỏi đầu tiên của bài học đầu tiên của tháng 9 hay còn gọi là tháng đầu tiên của năm học mới phải không ạ à? nhưng mà rất tiếc Hà Linh rất nhiều cái đầu tiên như vậy nhưng mà không có tiền đâu đâu nha <laughs> rồi cảm ơn Hà Linh đó chính là cà tím ừ. Hà Linh nè à, đúng nè Nguyễn Thu Hà đúng là Tuệ Mẫn đúng Diệu Anh đúng Thành Nhân Ben đúng nè rồi Phúc Thịnh avocado hả con? Avocado là trái bơ nha con, này phải trái bơ. À, Aliza đúng luôn nè, ha Tấn Nghĩa đúng nè, Trương Tấn Nghĩa hình như con là người mới phải Nghĩa ơi? Nice to meet you. Rồi Hà Trang đúng nè, đó rồi nhiều bạn đúng lắm ha, nhưng mà Hà Đinh là người đúng là tiên và nhanh nhất. Đây gọi là eggplant, trái cà tím con ạ. À. Nhưng mà trong tiếng Anh nó gọi là egg là cái trứng đó. Plant là cái cây. À, ngộ ghê đó ở trong tiếng Việt mình gọi là cà tím nhưng mà trong tiếng Anh nó gọi là cây trứng trời biết không biết giống trứng chỗ nào luôn á trứng gì trời trứng gì hả trứng quá thạch hả ha? hay là trứng uh, trứng dịch bắc thảo <laughs> không thấy giống cái trứng thì nào trơn rồi vậy ha rồi tiếp theo chuẩn bị chuẩn bị one two three what's this ôi rồi cái này có bộ oh. dễ nè wow trời, trời <laughs> ơi, trời ơi Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, cứu tôi, quá trời luôn, quá dễ luôn, phải không? Quá giỏi, ok. À, người ta nói đó là vạn sự khởi đầu nan nhưng mà người ta cũng có một câu đó là đầu xuôi thì đuôi lọt. Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới và các con như vậy là tốt đó. Và các bạn biết không, đây chính là chiếc máy bay, plane. Nhớ âm A nha mấy con, đọc là âm A nha mai mốt người ta kêu mình á hả ờ, xác định cái âm phát âm của nó đó người ta gạch dưới chữ a này người ta hỏi mình này là âm gì thì mình phải nhớ bài học của thầy ngày hôm nay đó là âm a plane plane cái chiếc máy bay ha plane đừng có ai đọc là plane 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 là không được đâu nha con plane và bạn đầu tiên làm đúng và nhanh nhất đó là bạn đinh bảo trâm đó chúng ta lại một lần nữa áp dụng luật đắc nhân tâm của Dale Carnegie ha ghi tên bạn lên đây một cách chiếm trệ. rồi và ngoài ra cũng xin được chúc mừng bạn nguyễn ngọc tú yên nguyễn diệu linh lê minh hoàng đặng trần bình minh dương minh đạt đỗ ngọc tâm an trời hữu hùng thật vô nghĩa người ta là plane cái máy bay mà có nghĩa thành plant là cái cây phôm hữu hùng phải bêu rếu con thôi hữu hùng à rồi nguyễn trang minh khoa nè con con ghi thành kế hoạch ha, bỏ chữ em mất rồi phải bêu rếu con thôi minh khoa ơi rồi chúc mừng luôn lâm phương minh hằng minh nguyệt nha à, rồi vân 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 nhiều bạn làm đúng lắm tiếp theo là mấy đứa chuẩn bị một hai, hai ba, rồi what's this what's that cái gì cái gì cơ cái trứng à hử hồn con nghĩ sao cái này mà gọi là cái trứng à à mà cũng giống cái trứng thật sao hả bảo thắng khoai tây à con nghĩ sao mà cái này là khoai tây vậy hả à mà cũng giống khoai tây thật nhưng rất tiếc tụi con ạ à. đây là anh này nè <laughs> nhưng mà thầy vẫn chờ câu hỏi câu trả lời đầu tiên đúng và nhanh nhất từ các bạn và tôi thấy chưa có ai làm đúng trơn trọi luôn nói thiệt chưa có ai làm đúng luôn rất nhiều bạn nghĩ rằng mình đang làm đúng đúng không nhưng không không chưa có ai làm đúng chính xác 100% thầy vẫn đang tìm trời ơi một danh sách dài từ trên xuống dưới luôn nhưng mà thầy vẫn đang tìm một người đầu tiên làm đúng và nhanh nhất và thầy đang rất háo hức được đọc tên của người đó lên các con các con hãy để ý kỹ đi bức hình này như thế nào Trời ơi, chưa có ai làm đúng luôn đó. Thì tụi con ghi orange là sai rồi. À có rồi, có rồi. Có một người đã làm đúng rồi con ơi. Và một lần nữa chúng ta lại áp dụng quy tắc đắc nhân tâm của Dale Carnegie ghi tên của bạn. Làm đúng đầu tiên và nhanh nhất đó là bạn bảo liền. Con biết làm sao không? Đó là bởi vì trái cam này là nhiều trái các con phải ghi là Oranges nhớ nha. Oranges, oranges những trái cam. Bạn Lê Hoàng Bảo Liên là bạn làm đúng đầu tiên và hình như là duy nhất thì phải. A à, có, có 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 được bạn nữa là Vũ Lưu Bảo Ngọc, à, Tống Hà Linh cũng đúng nhưng mà lại sau bạn Bảo Liên, cho nên là bạn Bảo Liên được. Lê Hoàng Ngọc cũng đúng nè, Tuệ Mẫn cũng đúng nè ha, Minh Nguyệt cũng đúng rồi vân vân mấy đứa. Rồi tiếp theo bây giờ tăng tốc nha, tăng tốc nha. À Phương Nhi cái này cũng phải lemons đâu con lemons là trái chanh màu vàng. Now let's go. What's this? Thì giờ cái này hơi khó nha. Trời ơi rồi ơi, Bình Minh, Xuân Phúc, Huy Hoàng, Bảo Ngọc, Ngọc Hân, Minh Đức ở đều chọn là fish phải không? Trời hữu hùng bird. Con chim phải không con? Phải công nhận hữu hùng, con tưởng tượng bay xa thiệt, thầy thấy nó cũng giống con chim. Nhưng mà các con thân mến chỉ có một bạn là thầy sẽ ghi tên vô đây thôi đó là bạn Phạm Thái Phương Linh à, một lần nữa chúng ta lại áp dụng quy tắc đắc nhân tâm của Dale Carnegie ghi tên của bạn làm đúng đầu tiên và nhanh nhất đẹp đẽ chỉnh chạy trên đây ha bạn Phạm Thái Phương Linh bởi vì bạn đã ghi cái chữ này là goldfish Hà Linh cũng làm đúng ha goldfish con cá vàng đó con dạ đó, đó mà thầy cũng không hiểu tại sao lại gọi con này là con cá vàng trong khi nó màu gì? What color is this? <laughs> màu cam đúng không vậy mà cả người uh, anh lẫn người Việt đều gọi là cá vàng. Vậy mà chưa kể đâu con. Có nhiều bài hát nó còn hát vậy nè. Con cá vàng, con cá vàng, con cá vàng màu xanh lá cây. Đó không hiểu nổi. Rồi chúng ta cùng đến với câu tiếp theo tăng tốc nha. What's this class? What's this? nhanh 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 nha rồi đúng rồi đây là chicken cũng được cock cũng được rồi đây là con gà đúng rồi chicken cock hoặc đúng chính xác hơn con này gọi là roo roo gì con roo rooster đúng rồi đó nguyễn thu hà con giỏi lắm ghi tên thu hà vô nha thu hà thầy ghi tên tắt nha con tại vì không còn thời gian chúng ta phải qua cái phần reported speech rồi thu hà rồi next con này là con gì đây what's this À không phải con What's this thing Cái gì đây con Trời đất coi Gia Khang Người ta đang chiếu hình con gà Mà con lại nói gà chiên là gì vậy con Con có tâm hồn ăn uống Con chỉ chỉ ăn uống vậy thôi hả Hả Gia Khang Cái này là cái gì What drop? no À có thiên phúc gần đúng Cái drawer được Cho con cái drawer Ok Thái dương thì là cupboard Cupboard đó hả um, no, I don't think it's a cupboard. Rồi có Hải Yến, Nguyễn Ngọc Hải Yến ghi cabinet thì đúng chính xác là đáp án đó con. Cabinet, đây là cái cabinet. Nhưng mà các bạn ghi drawer thầy vẫn chấp nhận luôn con. Rồi mấy con nhớ nè, cabinet là cái tủ. Cái tủ nói chung, cái tủ có cái cửa. Còn ha, tụi con ghi door thì cũng đúng nhưng mà nó chỉ mới là một phần của cái cabinet thôi. Rồi cái cabinet là cái này, nguyên cái này gọi là cabinet. Trong đó cái mà kéo ra kéo vô đó con, gọi là cái drawer. Trong đó draw là kéo. Draw là kéo nha. Er là coi như là cái vật hay là cái người. Draw là cái để mình kéo ra kéo vô. Rồi. Chúc mừng các con nha. À, chúc mừng Hải Yến nha con. Rồi tiếp theo. Hải Yến ghi tên Hải Yến vô. Chúng ta lại áp dụng quy tắc đắc nhân tâm của Dale Carnegie ghi tên bạn mình một cách chỉnh chỉ trệ và đẹp đẽ để chúc mừng bạn đã có câu trả lời đúng đầu tiên và nhanh nhất nha. Nào chúng ta sẽ cùng đến với câu cuối cùng. Này là này dễ sai lắm nè dễ sai lắm nè cái gì đây chưa thấy ai làm đúng nó à, có rồi tống hà linh lại là người làm đúng nguyễn xuân bách là người đúng thứ hai nãy hai linh thầy ghi rồi cho bây giờ thầy muốn ghi xuân bách vào xuân bách nha ghi tên bạn xuân bách vô hình như là bạn nam đầu tiên nãy giờ đúng không xuân bách xuân bách con có biết tên của con có nghĩa là gì không à thầy rất muốn giải thích tên của con tên con đẹp lắm nha nhưng hãy cố gắng dành xuất dịch tên đi Xuân Bách thì sẽ cho con biết rồi đây là crayon mấy đứa ạ à? màu bút chì màu đây nó có sẵn cái từ đó luôn rồi nè thầy khỏi cần nói luôn đây crayons Rồi, nhẹ ha thôi được rồi như vậy là đã chúng ta đã xong cái phần warm up bây giờ chúng ta sẽ qua phần ngữ pháp à không phần giao tiếp trước đã mấy đứa chọn cho thầy nhanh lên chọn câu nào sẽ gọi tên 10 người làm đúng đầu tiên và nhanh nhất và một người may mắn bất kỳ người may mắn này ngày mai bước ra đường sẽ gặp một điều vô cùng may mắn. Muốn biết mình có phải là người may mắn hay không, các con hãy nhanh chóng đọc và chọn câu trả lời đúng. Cho mấy đứa 15 giây. giờ mấy đứa làm đi bây giờ à, các con ơi các con có biết chuyện thánh giống hay không chuyện thánh giống hay không chuyện thánh giống nói rằng à, người sứ giả của vua hùng vương đi tìm người tài để giúp nước chống lại giặc ân và người sứ giả đi đến đâu là cầm cái loa để mà nói lên loa 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 đất nước đang cần người tài ai có khả năng đánh giặc thì hãy xung phong giúp nước và ngay bây giờ thầy cũng đang muốn tìm đây thầy đang tìm một người trợ giảng loa 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 ai có thể giúp tôi giải thích câu này xin mời giơ cái cánh tay ngọc ngà của mình lên đi hãy giơ cái cái bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa lên đi rồi có bảo nhi minh hoàng nhật minh minh cường hoàng anh Đỗ Trần Ngọc Minh hình như con mới phải không Ngọc Minh Chào con nha Nguyễn Minh Đức, Hoàng Mỹ, Ngọc Hân à, Phương Thảo, Hoàng Ngọc, Thiên An, Hoàng Anh ừ. Thôi thầy mời Hoàng Anh đi Bởi vì có vẻ như là con mới Ồ, trời Chưa kịp mời giờ bỏ tay xuống luôn rồi Khổ ghê, quê dễ sợ Đặng hữu Thiên An, bùi an phúc Thôi mà mời Thiên An Thiên An con giải thích câu này dùm các bạn đi nào Thiên An câu Dạ này... Ừ. Câu này á ừ. ừ thì là cái này là người ra đa, đang hỏi là tại sao mình không đi gắm chạy à. thì là người đó là người ra đa đang ngủ mình đi thì là mình nói là đó, đó, đó là một ý tưởng hay Quá giỏi, giỏi lắm con cho thầy hỏi chút xíu Thiên An Trời, chưa kịp dĩ trơn nó là tắt mic rồi. Mời cho hỏi cái coi. Thiên An, where are you from? dạ con ở Ủa nói nghe người ta hỏi mình tiếng Anh mình trả lời tiếng Việt như vậy là sao I'm from Việt Nam uh, Yes What province are you from What điện province điện. Province uh, like uh, Long An Bến Tre Tiền Giang Thừa Thiên Huế uh, Quảng Ninh I live In Thành phố Hồ Chí Minh City trời má Thành phố Hồ Chí Minh City luôn hả trời ơi má ơi bố ơi Thành phố Hồ Chí Minh City mà city có nghĩa là thành phố Có nghĩa là con đang sống ở thành phố Thành phố Hồ Chí Minh phải không <laughs> Rồi ok con Thầy ghẹo con đó à, Tại sao mình không nha mấy đứa Mấy đứa nhớ nè Khi mà đã xung phong làm trợ giảng phải không Là thầy sẽ hỏi xoáy đáp xoay đó nha Nhưng mà các con yên tâm Cái đó sẽ giúp cho các con ngày một giỏi thêm Rồi ngày Tại sao mình không đi cắm trại Vào cuối tuần này Tại sao mình không? Rõ ràng cái này không phải là câu hỏi về nguyên nhân. Không phải là ê tại sao đi trễ, ê tại sao không làm bài, ê tại sao không mở micro, ê tại sao không nghe giảng. Không phải là như vậy. Câu hỏi này là để rủ rê giống như bạn Thiên An vừa mới nói. Và để đáp lại lời rủ rê đó chúng ta sẽ chọn câu B Bởi vì câu B có nghĩa là Ồ ý hay đó Ý hay đó Ý hay đó Rồi Vậy thì sao con Tại sao mình không đi cắm trại vào cuối tuần này Ở ý hay đó Câu A You're welcome là Không có chi Dùng để đáp lại Thank you Câu C That's a fine day Không ai nói vậy chứ Còn câu D Here you are của bạn đây nè, khi người ta đưa mình mình đưa người ta cái gì thì mình mới nói here you are nha rồi chúc mừng thiên an và các bạn nhé. và còn bây giờ thì xin được chúc mừng nè mười bạn hồ trọng việt lê minh hoàng tống hà linh ba rồi trần phương thảo uh, dương minh đạt nguyễn diệu linh là sáu vũ phạm gia hưng nguyễn minh đức nguyễn trang binh khoa là chín người thứ mười là hồ phạm diệu anh và thầy đã nói rồi miễn là các con làm đúng sẽ luôn luôn có một bạn may mắn bất kỳ thầy chọn Uh, từ hệ thống máy tính của chúng tôi đó chính là bạn tên là Lê Bảo Hân chúc mừng các con tiếp theo chúng ta cùng đến với câu này câu phát âm chọn lẹ nhanh nhanh lên chúng ta chỉ còn 5 năm phút để học ngữ pháp thôi đó nhanh lên đi nhanh lên đi bạn Lê Bảo Hân ngày mai may mắn lắm nha Ngày mai là ngày 6 tháng 9 Bạn bước ra đường sẽ có sáu uh, 6 niềm vui Nho nhỏ và chính niềm vui to to. Rồi. Câu này là từ nào có phần gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại. Rồi. Loa, 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 chợ giảng đâu rồi? Chợ giảng dơ tay lên giùm đề. Ai giảng giùm câu này đây Rồi, có Trần Nhật Minh, Lê Minh Hoàng, Trần Minh Cường. Thiên An, Gia Khanh, Hoàng Ngọc. Rồi thầy mời Hoàng Ngọc đi lâu quá không gặp. Mời Ngọc có giải thích câu này cho các bạn nào xin mời. Hello Hoàng Ngọc, can I talk to you please? Hello, come on, can you turn on your microphone? okay, hello. Dạ, à, em thưa. Ừ, à. chào. Hello. Rồi, mời thầy Ngọc hay là... Giảng đi, mau. Thầy là... Là giờ nói gì thầy? Câu này chọn cái gì và tại sao? và em chọn câu D Ờ à, tại sao vậy Hả thầy à, Bởi vì là uh, Theo như thầy dạy là Cách phát âm S Ừ Là, là gì trời Trời đất <laughs> <Thời cười> ơi thầy. <laughs> thầy ơi là thầy Trời ơi Chết là... rồi <laughs> các từ có tận cùng là ừ. à, phố sinh không chở chị em song sinh thì thì rồi khoan trước khi nói thì thì nói nghe nè không phải không phải cái câu đó câu khác câu khác cái câu đó là phát âm đuôi y đi còn phát âm đuôi s chỉ có hai cách thôi phát âm là s và phát âm là dựa vào cái chữ cái đứng trước chữ s nha, Hoàng Ngọc mở micro lên chưa xong. Mở lên. Rồi. À, em nhận làm ừ. cà phê không tính phí. Đó đó con đúng rồi vậy. Rồi xin hỏi Hoàng Ngọc where are you from? À, I'm from uh, Thanh Hóa. Ờ, đó phải vậy ha, rút kinh nghiệm từ uh, bạn uh, Thiên An đúng không? Uh, trả lời tiếng Anh rồi đó. Rồi mấy đứa nhớ nè, tận cùng đuôi s có hai cách phát âm là s và z dựa vào cái chữ cái đằng trước nó. Nếu đằng trước nó là cà phê không tính phí phát âm là s, còn nếu mà trong những phần còn lại thì nó sẽ được phát âm là z. Vậy thì bạn Ngọc đến từ xứ Thanh đã làm đúng. Nè. À, hôm nay chữ tờ, chữ tờ là của chữ tính. Chữ p là của chữ phí. Chữ k là của chữ không, tất cả đều phát âm là âm sợ hết chỉ có riêng cái này phát âm giờ thôi. Lessons Yeah. ở trên là units groups deaths nhưng mà lessons rồi ngọc nhớ bài rất là rõ cảm ơn con à, mặc dù con nói sai thần chú nhưng mà kệ miễn sao con nói đúng là được rồi ha cảm ơn mấy đứa Nào, và bây giờ xin được chúc mừng những bạn sau đây một lê minh hoàng làm nhanh nhất hai diệu anh ba ngọc lân bốn Uh, Ngọc Anh 5, Minh Đạt 6, Phúc Thịnh 7, Ngọc Khánh 8, Hải Lâm 9, Ngọc Linh 10, Nhật Minh rồi hết đó. Và một người may mắn bất kỳ được chọn từ hệ thống tiếng chúng tôi đó, đó chính là bạn Trần Mai Hậu nha. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với hoàn là thôi bây giờ mình qua câu ngữ pháp luôn bởi vì bây giờ đã là 7 giờ rồi. Uh, thôi vậy đi. Rồi. Mấy con. Mấy đứa ơi. Mình học qua câu ngữ pháp nha. Bây giờ thầy sẽ mở khung chat một cách công khai cho tụi con đánh vô. Cho tụi con đánh tựa lưa luôn. Nhưng không được spam. Ai spam cô giám thị kích ra khỏi lớp liền mà tụi con biết rồi. Trong cái zoom này đó, kích ra khỏi lớp là khỏi vô lại nha. Mất buổi học ráng chịu. Nào mấy đứa, bình luận liên quan tới bài học thôi nha, không spam nha. Viết lại câu sau. Sao cho bỏ dấu ngoặc kép mình đang có cái câu là Mary said to John. Trời đất ơi, sao chữ John này không biết khóa Mary said to John. Hai chấm mở ngoặc kép. My father is working near my house now. Vậy thì, giờ mình sao con? Mình viết lại bỏ dấu ngoặc kép làm sao? Cho mấy con một phút thử làm. Để coi ai là người đầu tiên làm đúng và nhanh nhất nha. Aliza bình luận công khai đi con Cho một phút Minh Hà bình luận công khai đi hồ Minh Hà ơi Đúng rồi đó Gia yeah, Hưng Minh Đạt ừ. Rồi Quang Vinh Rồi thấy câu của Quang Vinh rồi Hello Quang Vinh hình như con mới đúng không Nice to meet you Rồi trọng việc Ôi ôi cho tụi con viết ra như vậy để mình thấy được cái lý do tại sao phải học cái buổi ngày hôm nay không bởi vì chưa có một người nào là hoàn tất hết trơn nhưng mà không sao cái vui là ở chỗ cả lớp mình đúng á, mà có mình mình sai á, nó buồn nhưng mà cả lớp sai mình cũng sai nó vui <laughs> chạy để làm kiểm tra cũng vậy cả lớp một điểm mình cũng một điểm tự nhiên vui khi nào cả lớp 10 điểm mình một điểm mình mới buồn phải không nhưng cả lớp một điểm mình 10 điểm mình vui không vui không dạ rồi ok để coi có ai đức minh ha uh, đức minh oh đức minh vũ đức minh đúng đắc Rồi thầy xin phép được tạm thời khóa chat nha, tạm thời khóa chat. Có câu của bạn Đức Minh là đúng đầu tiên và nhanh nhất á, bạn Vũ Đức Minh ghi tên bạn vô. Theo quy tắc đắc nhân tâm của Dale Carnegie đúng không? Tên của một người ha, là âm thanh tuyệt vời nhất đối với họ Vũ Đức Minh. Rồi thầy làm mẫu cho tụi con coi nè, tụi con mà không thấy câu của bạn Minh được không sao, viết lại như sao? Thầy sẽ viết lại. Sau đó thầy sẽ hướng dẫn nha. Yeah. Mary nói với John. Cha tớ đang làm việc gần nhà tớ ngay bây giờ. Bây giờ mình phải viết lại cái câu mà bỏ dấu ngoặc cái. Nghĩa là tường thuật lại một cách gián tiếp. Và các con thấy bạn Mary bạn nói với John trong quá khứ, bằng chứng là cái chữ nói này đang được chia ở thì quá khứ. Chính vì vậy mà mình sẽ phải thay đổi rất nhiều. Đó là Mary nói với John thì mình vẫn giữ lại thôi. said to John. Thầy thầy chép lại nha, nãy giờ thầy chưa có sửa một cái gì luôn á nha. Rồi tới đây ha nói với John rằng à bây giờ không phải là dấu hai chấm nữa con mà là chữ rằng rằng là that rồi rằng cái gì đây cha của tớ cha của tớ ở đây là cha của Mary tại vì Mary đang nói mà vậy thì mình ghi lại thì mình không có được ghi là chữ my father mà mình phải ghi là cha của Mary và các con biết rồi Mary có nghĩa là là tên của con gái đúng không có con trai nào tên Mary không? Mary giống như là Thùy Linh vậy đó. Có bạn nam nào tên Thùy Linh không? không vậy thì ở đây mình ghi là her nha. Của cô ấy, her father. Rồi. Sao nữa? Is working là đang làm việc. Nhưng khi mình viết lại cái câu này, mình kể lại đó thì là cha của cô ấy đâu có đang làm việc ngay lúc mình nói nữa mà đó là đã xảy ra trong quá khứ rồi, một sự việc đã xảy ra trong quá khứ rồi chúng ta sẽ phải sửa chữ is thành chữ was. À, was working. Đó. lúc mà Mary nói với John đó đó thì cha của bạn đang làm việc. Đúng không? Working gần nhà của bạn. Mà các con biết rồi, gần nhà tôi thì không thể nào là my house được. My house là nhà của tôi là do cái lời của Mary nói ra. Còn bây giờ mình tường thuộc lại một cách gián tiếp thì phải là her house. Đó được không? Và chưa hết đâu con à, còn cái chữ ngay bây giờ nữa. Nào là bây giờ, nhưng mà Bây giờ là cái lúc Mary nói thôi. Còn bây giờ mình tường thuật lại thì nó không phải là now nữa con mà là then. Nghĩa là lúc đó. Rồi thầy dịch câu này cho các con uh, nghe trước nè. Mary đã nói với John rằng cha cô ấy đang làm việc gần nhà cô ấy vào lúc đó, lúc đó là lúc đang nói và dấu chấm. Vậy thì các con thấy để chuyển từ một câu có dấu ngoặc kép sang câu không có dấu ngoặc kép, người ta gọi rằng đó là chuyển từ direct speech, tức là tường thuật trực tiếp. Cái thể đó gọi là direct speech con ạ. À. Sang tường thuật gián tiếp. À nghĩa là indirect speech hoặc là reported speech vậy thì kể từ đây trở về sau khi các con thấy cái chữ reported speech hoặc là indirect speech là con biết là chúng ta phải làm nhiệm vụ gì rồi chứ gì à, bỏ dấu ngoặc kép ha và chuyển đổi một số thứ và chúng ta sẽ chuyển đổi bốn thứ đó là thì ngôi thời gian và không gian thì chẳng hạn như là gì? Từ is thành was là đổi thì. Từ my, my, này thành her là đổi ngôi. Từ now thành then là đổi về thời gian. Còn không gian sau này tụi con sẽ biết nữa. Ở đây phải chuyển thành ở đó chẳng hạn vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi vài cái bảng đây. Ghê không đây là bản biến đổi thôi rồi một lát nữa thầy sẽ quay lại cái này cho con coi ha bây giờ con nhìn vô cho thầy cái ví dụ là được nhìn vô này con nhìn vô chưa nhìn vô đây thấy chưa thấy chưa Jane nói và cái chữ nói này đang ở thì quá khứ cho nên chúng ta phải lùi thì dữ lắm đó nói sao tôi làm gãy chân mình rồi broke là đã bẻ gãy quá khứ của từ break được không con và từ break này nó là một động từ bất quy tắc đó. nó là uh, broke và broken vậy thì chúng ta sẽ bỏ dấu mặt kép bằng cách cũng ghi ha, she said. That. Rồi chữ ai là Jane, bạn Jane tự xưng. Chữ Jane giống như là Mai Hương gì đó, là con gái, tên của nữ. Mình phải chuyển thành she, chuyển ai thành she. Tại sao vậy? Đây, nhìn đây ổ đâu mà bạn, Đây 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 Từ ai này không, Sẽ chuyển thành he hoặc là she tùy vào cái giới tính của người nói. Tiếp theo là chữ broke. Broke ở đây là thì quá khứ đơn. Tại sao biết thì quá khứ đơn Học nhiều thì biết thôi Còn ai không biết Không sao Lát nữa 8 giờ gặp lại trong lớp cơ bản Thì quá khứ đơn chuyển thành Đâu rồi? Đã đây Chuyển thành quá khứ hoàn thành con ạ à. Quá khứ đơn chuyển thành quá khứ hoàn thành Có công thức là H cộng V3 Tiếp theo Mai nữa nè Của tôi Của tôi đâu rồi? Chuyển ngôi đúng à đây 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 của tôi thì đổi thành của cô ấy hoặc của anh ấy tùy theo. Đúng không? Rồi. Cho nên là her leg chứ không phải là my leg. Vậy thôi. Rồi. Mời các con nhìn vào ví dụ số 2. À Phúc Thịnh hỏi Jen bị khùng nên tự bẻ chân hả? <laughs> không phải đâu con. Uh, cái câu này đó I broke my leg có nghĩa là con tự làm gãy chân mình có nghĩa là con chạy nhanh quá con té hay là con uh, xuống cầu thang không cẩn thận con vấp và con té tức là không ai làm con hết thì cái đó gọi là mình làm gãy chân mình cũng giống như là con đang cắt đồ ăn mà con làm đứt tay đó người ta sẽ nói là I cut my finger đúng không thì chính con cầm con da con tự cắt mình chứ ai nữa nhưng mà không phải bị khùng mà là bất cẩn, nhớ nha Thịnh nha. Rồi các con nhìn cho thầy cái câu uh, số 2. Ellie nói rằng. À, à xin lỗi, Ellie chứ. Ellie nói rằng: "Tớ sẽ dẫn cậu tới trường vào ngày mai nha chắc à." Đó, đó là lời của Ellie nói. Thì bây giờ mình sẽ tường thuật lại lời của Ellie bằng cách bỏ dấu ngoặc kép và chuyển chủ ngữ ai thành si bởi vì Ellie là tên con gái giống như là uh, Thúy Hoa vậy đó. Có con trai nào tên là Thúy Hoa không? Rồi, si nha. À, ở đây có chữ phẩy lờ lờ. Phẩy lờ lờ là viết tắt của từ will. Các con hãy nhìn vô đây. Chữ will sẽ chuyển thành chữ would. Cho nên nó có từ word xuất hiện. Will take thành would take. Rồi tới, tới cái chữ you. You có nghĩa là bạn đó nhưng mà đó là cái lời mà Ellie nói với Jack kêu Jack bằng you vậy thì khi mà mình chuyển xuống đây thì mình phải chuyển thành him hoặc là chuyển thành Jack chứ không phải là you nữa đó là Ellie nói rằng nói với Jack rằng cô ấy sẽ dẫn anh ấy đúng không? đến trường rồi tiếp theo là ngày mai cái chữ ngày mai là cái thời điểm so với cái lúc mà Ellie nói với Jack. Nhưng mà khi chúng ta tường thuật lại thì nó không phải là ngày mai nữa con. Mà là ngày hôm sau. The next day. Các con hãy nhìn vô đây. Thầy có cái chữ ngày mai. Tomorrow chuyển thành the following day hoặc là the next day. Một lát thầy sẽ cho các con lại cái bản này. Các con đừng lo gì hết nha. Bây giờ hãy cùng nhau giúp thầy làm bài tập sau đây. Ah, à, here thành there, this thành that, these thành those. Rồi mấy cái này lát nữa mình sẽ biết. Chứ giờ nhiều quá không nhớ đâu. Ha, giờ làm vậy đi. Chọn câu cần phải sửa trong những câu sau. Ai làm được? Từ nào bị sai và cần sửa đâu? Cho các con 15 giây. rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm nghe hoa đã hứa với bạn trai của cô ấy rằng cô ấy sẽ mong đợi gặp anh ấy vào thứ hai tuần tới đố các con sai chỗ nào rồi. Cái này nó không có cái ở trên để mình so sánh đúng không? Nó không có cái câu tường thuật trực tiếp đúng không? Nhưng các con chỉ cần nhớ dùm thầy là gì? Next Monday, con nhớ nè, là thứ hai tuần sau. Khi chúng ta nói next Monday là thứ hai tuần sau so với lúc mình đang nói, nhưng các con hãy dòm lại đi để chuyển thành thể uh, tường thuật á, chúng ta cần phải có cái chữ này con the next phải có chữ the hết trong tất cả những cái này các con thấy chưa the next nè, the following vân 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 phải có chữ the hàm ý là thứ hai kế tiếp chứ không phải là thứ hai tuần sau nữa rồi như thế chỗ này ở đây chúng ta thấy có cái lỗi sai đó chính là the next câu nha, câu D là câu sai. Và đây là một kinh nghiệm cho mấy con. Hãy nhớ cách ghi thời gian cho đúng, phải là the next day, the next monday, the next week vân vân. Rồi Hoàng Nhật Minh là người đầu tiên làm đúng và nhanh nhất. Tiếp theo, thầy mời các bạn câu số 2. câu này thì hơi khó một chút câu này um, câu này thôi thực ra bỏ qua đi con nó có hai cái câu đều đều hợp lý bỏ qua nha làm cho thầy câu đòi bây giờ mình bỏ qua những câu này đi mình làm cho thầy câu này chuyển cho thầy câu này luôn là được Rồi. tại vì chúng ta sẽ phải tiết kiệm thời gian vì mình gần hết giờ I want to take my sister to the zoo tomorrow said Bob Nghĩa là Tôi muốn đưa em gái tôi đi sở thú vào ngày mai. Bob nói, mời các con. Bình luận công khai luôn mấy đứa ạ. À? Bình luận công khai luôn như thầy nào. Phương Linh bình luận công khai luôn con. Cho mấy con. 30 giây. Rồi, Lâm Minh Khôi. Mẫn Việt Hàn, Nguyệt Phúc. Bách. Rồi, Hoàng không có copy vậy con. Rồi, Hà Linh. Diệu Anh. Thành Nhân, Thái Gia Khang, Bảo Ngọc Phúc Khang, Tâm An, Lisa Vũ Minh, Vũ Đức Minh. Ừ rồi yeah, mình chào ok that's good bây giờ thầy làm mẫu cho các bạn nghe một lần một lát nữa thầy mời các bạn phụ thầy làm trợ giảng nha cũng là dạng bài tập chuyển từ thể trực tiếp sang thể gián tiếp tức là bỏ giống mặc kép vậy thì bước đầu tiên các con nghe thầy giải thích nào? đầu tiên chúng ta coi coi ở đây là ai nói à là bob nói bob là nam hay nữ là nam giống như tên tuấn vậy đó có bạn nữ nào tên tuấn không vậy thì cũng không có bạn nữ nào tên bob hết trơn á bob là nam rồi said là nói và đây đang chia ở thì quá khứ đòi hỏi các con sẽ phải đổi thì và đổi ngôi rất là nhiều chúng ta thấy I là chủ ngữ ha mình phải tìm những cái chữ như là chủ ngữ này gì nữa my là tính từ sở hữu thời gian không gian vân vân đó chú ý mấy cái đó vậy thì có ba có thứ để chúng ta đổi ha I là phải thành thành anh ấy yeah. vậy thì chúng ta nói là Bob said Bob nói à Bob nói rằng Bob said that Rồi chữ ai đó Các con chuyển thành He Được không? Rồi Xong Tiếp theo Want là cái thì Hiện tại Mình lùi thì về đúng không? Phải chuyển thành quá khứ đơn con người He wanted Nhớ nha, nhớ nè thầy sẽ gửi cho các bạn để mà coi bây giờ chỉ cần nhớ thì hiện tại đơn lùi về quá khứ đơn là được to take giữ nguyên à. to take bây giờ my sister không phải là của tôi nữa mà là bây giờ là của anh ấy thì phải là his sister rồi để coi coi ai sẽ là người làm đúng đầu tiên và nhanh nhất nha. His sister to the zoo tomorrow. To the zoo. Giữ nguyên nha, thầy ghi tắt nha con. Để tiết kiệm thời gian, thầy ghi tắt nè. To the zoo. Ghi tắt nha. Bây giờ tomorrow là ngày mai. Ngày mai là đối với cái lúc mà nó nói. Còn bây giờ thường thuộc lại chúng ta phải nhớ là ngày hôm sau là the next day hoặc là the following day. Đó chính là ngày mai. Rồi, và dấu chấm nữa nha. Dấu chấm câu thì người ta cho sẵn rồi, chúng ta không cần ghi. Nhưng mà cái con nhớ sau này, nếu người ta không cho sẵn dấu chấm ở đây, thì chúng ta phải tự ghi nha. Rồi, thì bạn... Bạn Vũ Đức Minh vẫn lại là bạn làm đúng đầu tiên và nhanh nhất. Chúc mừng bạn Vũ Đức Minh. Ok ha có con có hỏi chi không rồi à có nè à bạn diệu anh hỏi tại sao phải thêm that that có nghĩa là rằng đó con mình bỏ that cũng được nha yeah. nhưng mà thầy khuyên là nên ghi cho tròn chỉnh nhìn vô cho nó chỉnh chu vậy thôi chứ bỏ đi cũng vẫn đúng hữu phúc hỏi là ghi ngược lại được không ghi ngược là ghi làm sao con à bạn phúc khang nói là tên bảo châu nhưng mà tại sao lại là con trai bởi vì Bảo Châu là cái tên unisex Unisex có nghĩa là nam cũng được Nữ cũng được Thì cái tên Châu đó con Và tên Bảo, này, tên Thanh, tên Minh Là những cái tên mà nam nữ đều có thể có Rồi vậy ha Nhưng mà các con yên tâm đi Trong tiếng Anh á, chữ Bob này không phải là tên unisex đâu con Mà là tên của nam đó Rồi chúng ta cùng nhau Tiến tới câu số 2 mời các con làm Thầy cổ vũ con như Bảo Nhi Ừ, An Phúc thầy thấy rồi. Rồi, Kỳ Quang Vinh để thầy chỉ cho Kỳ Quang Vinh nha. Để thầy chỉ con, yên tâm. Con đợi thầy 30 giây. Và nếu được, đó thầy mời Quang Vinh mở micro đối thoại với thầy. Không sao hết con, yên tâm từ từ con sẽ quen thôi. Không có gì bỡ ngỡ nha. Ơ, ờ, mà Quang Vinh lại không kết nối với micro mới chết chứ. Thôi vậy thôi, để buổi dịp sau nha. Rồi, được nha, Nhật Minh. Để thầy chỉ lại cho. Rồi, sẵn đây mời Nhật Minh luôn nè. Đối thoại với thầy luôn. À, Nhật Minh đừng ngại gì hết con. Để chút nha, để thầy mở mời Nhật Minh. Rồi, mời Trần Nhật Minh. Con có thể đối thoại với thầy không? Được rồi. rồi, chào con nha. Bây giờ, đề bài... Yêu cầu chúng ta phải chuyển cái câu này thành câu không có dấu ngoặc kép. có nhớ đừng tắt micro nghe không, nhớ trả lời thầy. Đầu tiên, xác định cho thầy chủ ngữ là gì con ơi? Dạ yep. yeah, là like you. Rồi, you đó là chủ ngữ của cái câu nói. Giỏi, đúng. Nhưng à, thầy hỏi con tiếp, ai là người nói cái câu này? Yeah, teacher. Đúng, nhưng mà đầy đủ là gì con? My teacher. Đúng rồi, con phải đầy đủ là my teacher. có giữ micro nha, đừng tắt nha. Do đó chủ ngữ của nguyên một câu bự ơi là bự sẽ là my teacher. Rồi cảm ơn mình. Tiếp theo mình xác định dùm thầy cái chữ nói ở đây là thì quá khứ hay thì hiện tại gì mình? Dạ yeah, thưa thầy là thì quá khứ. À chữ nào đó con? Đọc lên. Feel. Nà, cái cái chữ. na cái cái động từ tường thuật ở đây là chữ gì? cái động từ mà diễn tả cái hành động diễn đạt đó là chữ gì thì con thấy không <laughs> chữ set đúng rồi set con ạ à. đó gọi là động từ tường thuật nha mấy đứa nghe nhớ nha mai mốt tụi con sẽ gặp rất nhiều động từ tường thuật set that rồi xong xong cái thủ tục gọi là mở hàng cho cái phần tường thuật của mình và bây giờ là bắt đầu cái việc chuyển cái nội dung trong dấu ngoặc kép xuống đây vậy thì bây giờ hồi nãy con sẽ nói chủ ngữ là you đúng rồi You này là đang nói với ai vậy con? Đang nói với ai vậy? Dạ yeah, đang nói với học sinh À đúng rồi Hoặc cũng có thể đang nói với cái bạn đang tường thuật Vậy thì con sẽ chuyển thành chủ ngữ gì con? Ai yeah, Ai cũng được Đó hoặc là nếu mà đang nói với học sinh thì Con hãy tưởng tượng đi Con hãy tưởng tượng Cô của thầy của chúng tôi nói rằng Ngày mai you sẽ có một bài kiểm tra về you đó là ai Ngoài cái chuyện là ai là tôi còn còn gì nữa con đây. không phải về đâu We đúng rồi We đó con rồi chúng tôi đúng không bởi vì sao con bởi vì chữ yêu này có thể là số ít hoặc là số nhiều có thể là bạn hoặc là các bạn đúng không cho nên đây là we cũng được là you cũng được tiếp con will chuyển thành gì yeah. will nó có nhớ nha will sẽ chuyển thành would ở trong cái bảng có nhưng thầy không muốn chiếu cái bảng thầy muốn cái con học bằng cách làm thật nhiều bài tập thì tự nhiên con khắc nhớ bây giờ mình nhớ dùm thầy quá khứ của chữ will là chữ would mình đang lùi thì đó con ha rồi have a test có đổi không con không à. À, không đổi nha bởi vì sao sau chữ will và chữ would đều là động từ nguyên mẫu cho nên mình không đổi nha mình phải hiểu được lý do là tại sao mình đổi và tại sao mình không đổi mấy đứa nhớ nghe tụi con nha vậy thì chữ have a test thì ghi tắt ở đây nha tiếp theo con this weekend có đổi không con? Dạ không thực ra là có đấy con chữ this này có nghĩa là gì mình biết không? Dạ, chữ this này là à chữ this ở đây có nghĩa là này à. là này đó con This weekend là cuối tuần này nhưng cái chữ này đó là lúc đó. Chẳng hạn như năm ngoái cô giáo tôi nói như vậy là cuối tuần này tụi con là mày kiểm tra nhé. Nhưng mà bây giờ đâu phải là cuối tuần này nữa. Một năm trôi qua rồi, thì ví dụ vậy thì chữ this này con được chuyển thành chữ gì? Đố con biết? This chuyển thành. Dạ yeah, this này chuyển thành that. Đúng rồi, cứ nhớ vậy thầy. Tụi con nhớ nhớ mấy đứa luôn nha. This chuyển thành that chữ weekend có đổi không con? Dạ thầy là không ạ. À. Không rồi vậy được rồi. That weekend cuối tuần đó. Rồi thầy cảm ơn Minh, con được phép. Tạ mic Cảm ơn mình rất nhiều. chấm hết. Vậy hết rồi đó con. Phải không? Thầy cô của tôi nói rằng chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra vào cuối tuần đó. Tụi con thấy nó có ý nghĩa chưa? Rồi vậy ha, bạn nào không biết xin mời lại cho thầy biết để thầy mở micro thầy phụ đạo cho giống như bạn Minh coi nữa không rồi chúc mừng các bạn làm đúng nha rồi Kỳ Quang Vinh ok nhưng mà tiếc quá là Kỳ Quang Vinh hả? không có mở micro được tiếc ghê rồi Quang Vinh lát nữa vô lớp cơ bản học nha con vô lớp cơ bản học uh, với thầy thêm một 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 một, một tiết nữa nha bây giờ làm con số 3 này mấy đứa nè nhớ nha Vinh ok Vinh đã đã với lời con phải kết nối với cái micro nữa Vinh thì thầy mới giao tiếp với con được 8 giờ Vinh rồi, rồi bây giờ thầy mời Bảo Liên nha mời Bảo Liên và các bạn làm đi để thầy coi có ai là người làm đúng đầu tiên và nhanh nhất hello Bảo Liên chào con con chào thầy ờ, chào con vẫn câu hỏi cũ đố con ai là người đang nói câu này con dạ đám trẻ chỉ. đúng rồi đám trẻ giỏi lắm giữ mic đó nha đừng tắt đám trẻ the children. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cái câu tường thuật bằng cái người nói đó đó là the children. Thầy hỏi ừ, tiếp Bảo Liên. Ừ, thầy hỏi tiếp Bảo Liên là động từ tường thuật ở đây là gì con? Get dạ, từ xác Đúng rồi, cho thầy biết cái thì của từ đó. Ừ, quá khứ. Giỏi ừ. lắm. Ừ quá khứ đơn rất giỏi. Mấy đứa ơi, mặc dù thầy nói thiệt luôn tụi con, tất cả những cái từ tường thuật trong bài hôm nay đều là thì quá khứ hết nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu nha sau này các con sẽ gặp đôi khi nó không phải thì quá khứ mình làm hơi khác một chút rồi tiếp con à, bây giờ là chúng ta đã xong cái thủ tục rồi ha đó là bọn trẻ nói rằng bây giờ mình sẽ chuyển cái nội dung trong cái ngoặt kép ra bên ngoài quy ở đây là gì vậy con ơi dạ quy ở đây là họ đúng rồi đó là họ đó là mấy đứa đó đó, đó nó tự xưng nó là quy vậy thì ở đây con chỉ thành chủ ngữ gì liền? Dạ yeah, đây. Đúng rồi giỏi quá, very good. Rồi con cho thầy biết cái động từ trong câu ở đây là gì? Mấy đứa nhớ nha động từ trong câu luôn luôn biến đổi. Nếu như động từ, từ thuật là thì quá khứ. Động từ là gì con ơi? Liên. Dạ yeah, là từ have. Đủ. Phải là have gì? Have finished. Gọi là have finished. Thì gì vậy con? Thì quá khứ. Ê, hey, hey, quá khứ đầu ra thì hiện tại hoàn thành nha yeah. rồi bây giờ con chuyển cái half finish này thành quá khứ hoàn thành cho thầy con học tới cái đó chưa chưa học thì thầy chỉ cho không sao hết yeah, chưa chưa học không sao hết bây giờ con chỉ cần cho thầy biết cái quá khứ của chữ half là được quá khứ của half là gì con quá khứ từ từ half và từ hết had đúng rồi vậy là đúng rồi đó Ôi, giọng con hay quá ha. Rồi, had, đúng rồi con. Had, và chữ finish giữ nguyên. Thì quá khứ hoàn thành có cấu trúc là had cộng với finish thêm ed. Vậy thôi. Đâu, chúng ta đã xong về động từ. Tiếp theo con. Our homework có đổi gì không hay giữ nguyên con? Dạ, yeah, our là mình đổi thành dear homework. Yeah, đúng rồi. Bởi vì our là gì? Để... The... Our nghĩa là gì con? Là họ, là Our là Chúng tôi Của chúng tôi Đúng không? Và yeah, có chữ yeah. của Ừ, our homework là bài tập của chúng tôi Mà của chúng tôi này là của mấy đứa này nè Mấy đứa trẻ này nè Nhưng mình đâu có thể nào ghi là của chúng tôi được Phải ghi là của họ Là bạn Liên chuyển thành there là đúng oh, rồi Rồi, cảm ơn Liên xong Hiểu chưa Liên? Hiểu chưa con? Hiểu chưa? Dạ yeah, rồi Ừ, vậy thôi đó con Rồi, okay. rồi mấy đứa thấy sao không? Từ từ làm sẽ quen thôi ha và bữa sau mình sẽ học về tường thuật câu hỏi Rồi thêm cái nữa đi Ờ trong mỏng được hết giờ rồi <laughs> Vậy thì thầy sẽ cho câu cuối này về chuẩn bị Bữa sau thầy trả bài ha Đây ha Rồi Muốn thêm rồi hữu phúc ghi câu làm thầy cũng mừng ha Muốn thêm nữa Được con Bữa sau mình sẽ luyện tập thêm Vậy nha rồi những bạn nào mà chưa nắm được bài này có hai thứ thầy dặn một về nhà làm thêm bài tập thầy sẽ gửi nguyên cái slide này cho các con hai lưu lớp cơ bản học Vậy nha cảm ơn các con rất là nhiều vì đã tham gia buổi học ngày hôm nay hẹn gặp lại vào thứ năm và xin chúc tất cả mọi người một uh, năm học mới thật là nhiều niềm vui goodbye to you à, thành nhân từ từ thầy sẽ đăng nha thành nhân Goodbye bye. Bye 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 bye. Bye